11 có gì hay đâu Doraemon. Từ phim hành động gây cấn đến tình cảm hài hước, phim hoạt hình có đủ hết trơn đó. Ghê vậy ta. Từ thứ hai đến thứ sáu nhà con trai. Tụi mình là một chuyến phiêu lưu tháng 11 này nha. Xuất phát. Hãy để buổi trình diễn bắt đầu. Những bảo bối mới con chỉ có chồng Doraemon, chú mèo mang đến từ tương lai. Những thử thách đầy mạo hiểm trong chuyến phiêu lưu của Maru. Câu chuyện tình yêu đầy sóng gió trong Con Nhà Giàu. Khám phá những điều mới mẻ trong những bài học thú vị. Chiến đấu bảo vệ công lý cùng biệt đội ninja. Bỏ túi những bí kíp độc nhất vô nhị trong cẩm nang của Nét. Cho tụi mình trong giải chiêu đi. Và những câu chuyện hay về gia đình trong ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Đặc biệt phiên bản cổ tích Việt Nam hoàn toàn mới, Rồng Rắn Lên Mây, phát sóng lúc 18:30 thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Tuyệt vời quá.